Ôi chào các em, hôm nay chúng ta học bài phép trừ phân số. Cô có ví dụ từ 5/6 băng giấy màu, lấy 3/6 băng giấy để cắt chữ, hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy. Các em nhìn vào hình minh họa. Nhìn vào hình minh họa, các em thấy từ 5/6 băng giấy màu, lấy 3/6 băng giấy để cắt chữ. Vậy còn lại 2/6 băng giấy màu. Vậy làm thế nào ra 2/6 băng giấy màu? Ta phải thực hiện phép tính 5/6 trừ 3/6. Các em quan sát thấy 5/6 trừ 3/6 là phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. Vậy muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Ta có 5/6 trừ 3/6 bằng 5 trừ 3/6 bằng 2/6. Từ phép tính trên, ta rút ra được cách thực hiện muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số. Ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Các em đọc thầm cách thực hiện phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. Dựa vào kiến thức vừa học, chúng ta sẽ vận dụng đi vào bài 1 tính 15/16 trừ 7/16. Ta thấy đây là phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. Vậy muốn thực hiện phép tính này, ta sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vậy phép tính 15/16 trừ 7/16 bằng 15 trừ 7/16 bằng 8/16. 8/16 dựa vào kiến thức bài rút gọn phân số các em đã học. Cô có thể viết gọn phân số này lại là bằng 1/2. Tương tự cho 3 bài còn lại. Chúng ta đi vào bài 2 rút gọn rồi tính 2/3 trừ 3/9. Bài toán này yêu cầu chúng ta rút gọn rồi mới tính. Các em quan sát phép tính trừ 2/3 trừ 3/9. Phân số 2/3 là phân số tối giản. Vậy em sẽ đi rút gọn phân số 3/9 sao cho có cùng mẫu số với phân số 2/3 để ta có phép tính trừ hai phân số có cùng mẫu số. Vậy 3/9, cô lấy tử số và mẫu số cùng chia cho 3. Ta có 3/9 bằng 3 chia 3. Phần 9 chia 3 bằng 1/3. Cô lưu ý các em, với bài toán này thì bước rút gọn phân số các em viết ở ngoài nhé, chỉ ghi kết quả vào vở. Vậy 2/3 trừ 3/9 bằng 2/3 trừ 1/3 bằng 1/3. Cô sang phép tính thứ hai, 7/5 trừ 15/25. Các em quan sát thấy 7/5 là phân số tối giản. Vậy ta phải rút gọn phân số 15/25 sao cho có cùng mẫu số với phân số 7/5. Vậy 15/25 các em sẽ rút gọn tử số và mẫu số cho 5. Ta có 15/25 bằng 15 chia 5 phần 25 chia 5 bằng 3/5. Vậy em sẽ ghi vào vở kết quả rút gọn.
Ta có phép tính 7 phần 5 trừ 15 phần 25 bằng 7 phần 5 trừ 3 phần 5 bằng 4 phần 5. Cô sang bài 3, tính theo mẫu 2 trừ 3 phần 4. Các em thấy đây là phép tính trừ số tự nhiên cho một phân số. Vậy chúng ta sẽ viết số tự nhiên 2 này dưới dạng phân số có cùng mẫu số với phân số 3 phần 4. Vậy số tự nhiên 2 sẽ bằng mấy phần 4? Cô viết được số tự nhiên 2 sẽ bằng 8 phần 4 vì 8 chia 4 bằng 2. Ta có phép tính 2 trừ 3 phần 4 bằng 8 phần 4 trừ 3 phần 4 bằng 5 phần 4. Hoặc các em có thể quan sát thấy rằng các em có thể lấy 2 nhân chéo cho 4 mẫu số của phân số 3 phần 4. Các em sẽ được tử số là 8. Ta giữ nguyên mẫu số là 4. Như vậy các em có thể viết nhanh số tự nhiên 2 bằng 8 phần 4. Cô sang phép tính tiếp theo. 2 trừ 3 phần 2. Dựa vào bài mẫu, phép tính 2 trừ 3 phần 4 để chúng ta thực hiện phép tính 2 trừ 3 phần 2. Vậy số tự nhiên 2 viết dưới dạng phân số, cô có thể thực hiện nhanh bằng cách cô lấy số tự nhiên 2, cô nhân chéo cho mẫu số của 3 phần 2 là 2, cô được là tử số là 4. Cô giữ lại mẫu số là 2, như vậy 2 trừ 3 phần 2, cô được 4 phần 2 trừ 3 phần 2 bằng 1 phần 2. Tương tự, hai phép tính còn lại. Cô sang ví dụ tiếp theo. Một cửa hàng có 4 phần 5 tấn đường. Cửa hàng đã bán được 2 phần 3 tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường? Muốn biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường, ta phải thực hiện phép toán trừ. Ta lấy số tấn đường cửa hàng có là 4 phần 5 tấn đường. Trừ đi số tấn đường cửa hàng đã bán là 2 phần 3 tấn đường. Ta có phép tính 4 phần 5 trừ 2 phần 3. Ta phải thực hiện phép tính này. Các em thấy rằng phép tính trừ này là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Vậy ta cần phải đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. Vậy muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, bước thứ nhất ta phải đi quy đồng mẫu số hai phân số. Cô đi quy đồng phân số thứ nhất 4 phần 5 bằng cách cô lấy tử số và mẫu số cùng nhân cho mẫu số của phân số thứ hai. Cô được 4 phần 5 bằng 4 nhân 3 phần 5 nhân 3 bằng 12 phần 15. Cô đi quy đồng phân số 2 phần 3 bằng cách cô lấy tử số và mẫu số cùng nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất là 5. Cô được 2 phần 3 bằng 2 nhân 5 phần 3 nhân 5 bằng 10 phần 15. Bước thứ hai, cô sẽ đi trừ hai phân số sau khi đã quy đồng. Ta có 4 phần 5 trừ 2 phần 3 bằng 12 phần 15 trừ 10 phần 15 bằng 2 phần 15. Từ cách thực hiện phép tính trên, ta rút ra được muốn thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. Các em đọc thầm lại cách thực hiện muốn trừ hai phân số khác mẫu số. Dựa vào kiến thức vừa học, chúng ta đi vào bài tính 4 phần 5 trừ 1 phần 3. Các em thấy phép tính trừ này là phép trừ hai phân số khác mẫu số.
Vậy muốn trừ hai phân số các mẫu số, ta phải đi quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi trừ hai phân số đó cho nhau. Như vậy 4 phần 5, cô sẽ tử số và mẫu số, cô nhân cho mẫu số của phân số 1 phần 3. Như vậy cô được là 4 nhân 3 phần 5 nhân 3. Phân số 1 phần 3, cô đi quy đồng, tử số và mẫu số, cô nhân cho 5 mẫu số của phân số thứ nhất. Như vậy cô sẽ được là 1 nhân 5 phần 3 nhân 5. Như vậy, khi quy đồng phân số 4 phần 5, cô được kết quả là 12 phần 15. Phân số 1 phần 3, sau khi quy đồng, cô được kết quả là 5 phần 15. Tuy nhiên, cô lưu ý các em, bước quy đồng này chúng ta sẽ thực hiện ở ngoài nháp các em nhé. Các em chỉ cần ghi vào vở kết quả quy đồng mà thôi. Như vậy, 4 phần 5 trừ 1 phần 3 sẽ bằng 12 phần 15 trừ 5 phần 15 bằng 7 phần 15. Tương tự, cô có phép tính tiếp theo. 5 phần 6 trừ 3 phần 8. Chúng ta đi quy đồng phân số 5 phần 6 ở ngoài nhé. Ta được kết quả là 40 phần 48. Trừ cho phân số 3 phần 8, ta đi quy đồng ngoài nhé. Ta được là 18 phần 48. Như vậy, 5 phần 6 trừ 3 phần 8, ta được 40 phần 48 trừ 18 phần 48 bằng 22 phần 48. Dựa vào kiến thức bài rút gọn, ta có thể viết gọn phân số này thành phân số tối giản là 11 phần 24. Tương tự cho hai bài toán còn lại. Cô có bài toán như sau. X cộng 4 phần 5 bằng 3 phần 2. X ở đây cô gọi là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta làm thế nào? Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy x bằng 3 phần 2 trừ 4 phần 5. Các em thấy đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Để thực hiện phép trừ này, ta phải đi quy đồng. 3 phần 2 ta quy đồng được là 15 phần 10, 4 phần 5 ta quy đồng được là 8 phần 10. Bước quy đồng này, các em lưu ý thực hiện ở ngoài nháp cho cô. Như vậy, 15 phần 10 trừ 8 phần 10, các em sẽ tính được x bằng 7 phần 10. Cô có bài toán tiếp theo, 25 phần 3 trừ x bằng 5 phần 6. X ở đây cô gọi là số trừ chưa biết. Muốn tìm số trừ chưa biết, ta làm thế nào? Muốn tìm số trừ chưa biết, ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi cho hiệu. Vậy x sẽ bằng 25 phần 3 trừ 5 phần 6. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số và các em cũng sẽ đi quy đồng ở ngoài nhé. Và cô đã tính được x ở đây là bằng 45 phần 6. 45 phần 6 dựa vào kiến thức bài rút gọn phân số. Các em viết phân số này gọn lại, ta được là 15 phần 2. Chúng ta sang bài toán đố. Trong một công viên có xã cùng bảy diện tích, cả cầm phan và cây xanh. Trong đó, 2 phần 5 diện tích của công viên đã cầm phan. Hỏi, diện tích đã cầm cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên? Để giải bài toán này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tóm tắt các em nhé. Đề bài cho gì? Đề bài cho 6 phần 7 diện tích công viên dùng để trồng hoa và cây xanh. Trong đó, trồng hoa là 2 phần 5 diện tích công viên. Đề bài hỏi gì? Hỏi diện tích để trồng cây xanh
là bao nhiêu phần diện tích của công viên? Và đây là phần tóm tắt của bài toán. Muốn biết diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên, chúng ta đi vào phần bài giải như sau. Diện tích để trồng cây xanh là, ta lấy 6 phần 7 trừ 2 phần 5. Các em thấy rằng đây là phép tính trừ 2 phân số các mẫu số. Các em phải đi thực hiện phép tính này quy đồng ở ngoài nhé. Tuy nhiên, khi các em giải vào trong phần bài làm của mình, bước quy đồng mẫu số này, các em có thể ghi ở ngoài nhé, không cần ghi vào trong vở. Các em chỉ ghi phần kết quả vào trong vở. Như vậy, 6 phần 7 trừ 2 phần 5, các em được là 16 phần 35 diện tích công viên. Đơn vị ở đây là diện tích công viên. Sau đó, ghi đáp số. Đáp số 16 phần 35 diện tích công viên. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài toán đố này rồi. Cô lưu ý các em, ở nhà học ghi nhớ cho cô trang 129-130. Sau đó làm bài vào vở, bài 1-2 trang 129 và bài 1-3 trang 130. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em trong các tiết học lần sau. Cô chào tạm biệt các em.